Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh điện thoại số của mình nha. Sau đây mình sẽ làm một clip là thay pin iPhone X. Trên tay mình đang là hiện tại đang là một cây iPhone X nha các bạn. Cây này khách xài pin phù. Pin phù quá nó đội màn hình lên. Nếu như mà để một thời gian nữa thì nó đỏ, nó cấn hư màn hình luôn nha các bạn. Cái này mình phải đi thay sớm. Không thay sớm là nó sẽ xảy ra rất là nhiều tình trạng. Ví dụ pin để lâu phù cháy nổ hay là bị chạm men rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay pin cho khách nha các bạn. Trước khi thay thì mình phải test sơ lại một chút. Đầu tiên là mình test cảm ứng sơ lại một cái nha các bạn. Rồi mình mới vô mình test pin. Đây pin đây các bạn. Máy của khách còn 82% pin mà pin nó đã phù như vậy rồi. Mình biết test thử sạc được còn ok không. Sạc được ok nha các bạn. Sau đây mình tiến hành tháo máy ra. Cái này là máy của khách chỉ bị bể cường lực thôi nha các bạn, chứ không phải bể kính. Các bạn nhìn coi nó phù, nó đội màn hình lên rồi thấy không? Đây nha các bạn, đây là bên trong cái cục pin này, bên trong cái máy là cục pin đang bị phù rất là bự, phù rất là nhiều. Giờ mình bắt đầu tắt nguồn lại, mình tiến hành tháo máy của khách ra. Máy khách máy dinh chưa bung nha các bạn. Siêu chống nước còn dính luôn. Pin nó phù quá, nó đỏ lên. Mình muốn tháo được cục pin thì mình phải lột mấy, mình phải kéo mấy cái keo cao su.
xuống cho cục pin nó khỏi bị chạy, mất công các bạn gắn vô rồi cái socket lệch xuống, các bạn kéo socket lên xuống thì nó bị sẽ bị tuột socket nha các bạn, nó làm hư cục pin của mình đi. Mình gắn vậy là nó rất là an toàn. Và khi thay pin cho khách thì bên mình cũng có dán lại siêu chống nước cho khách nha các bạn, không có để thiếu cái phần này. Thiếu cái phần này là ví dụ có cái này nó không có như zin 100%, nó chỉ 99% hơn, nhưng mà nó cũng bảo vệ được mấy khách được rất là nhiều nha các bạn. Thay pin xong hay làm ép kính thì thay màn hình gì bên mình cũng thay sửa phần cứng gì bên mình cũng dán siêu chống nước lại nha các bạn, nhất là dòng iPhone X Max trở lên, mấy cái đó rất là quan trọng. Bây giờ mình vệ sinh cái kiểu cũ đi, mình bỏ đi để mình vô cái kiểu mới. Cái con mắt cảm biến đây với lại con mắt cảm biến PID với lại camera đây với lại cái con mắt đây nữa, các bạn đừng nên lấy tay đụng vô nha, nếu mà đụng vô thì nó rất là dễ bị lỗi PID á. Mình đã lấy keo ra xong nha các bạn, bây giờ mình chỉ cần lau sơ qua một vòng nữa thôi. Nó hết keo rồi, bây giờ mình lau qua một vòng nữa cho nó sạch đi. Nó càng sạch thì mình dán keo mới vô nó càng dính nha các bạn. Mình sẽ dán cái siêu binh cái siêu chống nước mới vô nha các bạn, siêu này siêu zin luôn, siêu zin có mã code nha các bạn, dán vô nó 90 dưới zin luôn, dưới zin hãng luôn á. Các bạn có thấy cái siêu nó bóng không? Cái siêu chống nước này cái kia nó rất là bóng và nó rất là dính nha các bạn. Nè, để mình rờ thử cho các bạn coi nè, nó rất là dính. Cho nên mình dán cho khách mình cũng rất là an tâm nha các bạn. Trước khi mình ráp màn hình vô thì mình sẽ kích hoạt cái chế độ bảo hành của cục pin lên cho khách cái nha các bạn. Sau đây mình sẽ điền thông tin của tên khách hàng nha các bạn. Đây nha các bạn, mình chỉ cần điền đầy đủ thông tin rồi mình kích hoạt vô. Đây, mình điền đầy đủ thông tin rồi mình kích hoạt nha các bạn. À, ok nha các bạn. Đây ngày ngày hết hạn là ngày 6 tháng 1 ngày 6 tháng 10 2021 nha các bạn. Nó bảo hành đúng 1 năm. Rồi giờ mình kích hoạt chế độ bảo hành cho khách lên, rồi giờ mình tiến hành mình ráp máy nha các bạn.
trước khi up màn hình xuống thì mình không quên ghi tem bảo hành cho khách nha các bạn. Đây là tem bảo hành bên mình nè. Để mình vô mình test pin cho các bạn coi nó bao nhiêu phần trăm nha. Đây, pin mới 100% nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành ráp máy. Khi ráp xong mình lau sơ máy của khách, rồi mình vuốt xung quanh màn hình một vòng cho nó dính vô cái keo chống nước nha các bạn, cái siêu chống nước hồi nãy mình mới dán á. Sau đây mình đã hoàn thành clip thay pin iPhone X nha các bạn. Pin bên mình là bảo hành 12 tháng và khi các bạn đem qua bên mình bảo hành là bảo hành liền không liền nha các bạn, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Các bạn nào có nhu cầu thay hay mua giờ thì liên hệ bên mình nha các bạn. Bên mình luôn ra những clip mới để phục vụ các bạn, không để các bạn chờ đợi lâu. Nếu các bạn nào thích bên mình thì ủng hộ bên mình là like và subscribe kênh điện thoại số của bên mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tạm biệt tất cả các bạn.